Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2024. Nếu mà tính thêm lịch thì bữa nay ở dưới là mùng 8 tháng 4, là hình như là ngày sinh của Đức Phật hay gì đó. Và em nhớ trong cái tháng này là từ ngày hôm nay là ngày 8 đến hết ngày 15 tháng 4 âm lịch, là trong vòng một tuần lễ thì gần như là những chùa đều tổ chức về những cái ngày Phật đản rất là lớn luôn. Và thì lần này em có dịp quay lại tỉnh Bạc Liêu để tiến hành trao tấm lòng của Phu Trang, Cô Dung và Bác Bông với cái số tiền là 500 đô, tương đương với là 12 triệu 800 ngàn đối với nguyện vọng của hai cô cũng như bác, là mong muốn số tiền này sẽ hỗ trợ được đến với những hoàn cảnh các bé đỡ được phần nào đó trong cái cuộc sống với cái sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ kể từ lúc mới sinh ra cũng như khoảng thời gian mà sinh sống tại chùa. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ thay mặt tấm lòng của bác Thông Trần, pháp danh là Đức Thường, và cô Châu Phạm, pháp danh là Diệu Tiến, thì có gửi về cho em 1.000 đô, tương đương với 25 triệu 500 ngàn. Tại vì em gút Western Union mà cho là em ở Bạc Liêu, thành ra em gút dưới này thì cái tỷ giá nó hơi thấp hơn chút. Giờ nó 1.000 đô thì nó mất đâu đó, chắc em nghĩ là khoảng chừng 160 ngàn đó. Thì đối với 1.000 đô á, thì mong muốn của bác cũng như là cô, và là mong muốn là 500 đô sẽ gửi đến cho những hoàn cảnh khiếm thị, khuyết tật. Còn 500 đô còn lại sẽ gửi đến cho các bé. Thì đây là số tiền của Bác Bông cũng như là cô Dung và cô Trang, Bác Thông và cô Châu, là năm nhà hảo tâm trong ngày hôm nay. Thì em mời cô chú anh chị xem. Và thì em đang ở máy ấm Vĩnh Phước An đây. Và bây giờ thì em sẽ vào bên trong để em tiến hành trao trước tiên là cái phần quà của Bác Thông và cô Châu là 500 đô. Thì em sẽ gửi đến được là 42 hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh là 300 ngàn, để cho những hoàn cảnh lớn tuổi cũng như bệnh tật là dễ dàng trong cái việc mà khuân vác. Và cái thứ hai là có thể dùng tịnh tài này có thể là mua những cái thuốc uống để cho giúp cho cô chú bác đỡ cái phần vất vả trong khoảng thời gian sắp tới. Và bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chung với em nha. Còn chiều nay thì em sẽ đón cô chú nhà hảo tâm ở Sài Gòn để gửi phần quà cũng rất là lớn đến với cho nội ngoại tại đây. Thì chiều nay là em sẽ ra một cái video riêng nha cô chú anh chị. Có thể nói là trong những cái ngày mà đầu của đại lễ Phật đản thì có vẻ bên chùa là đang tụng kinh hay gì đó. Dạ chào nội ngoại. Dạ chào mấy bác mấy cô nha. Dạ. Chiều nay thì em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị nghe. Bữa nay có một cái ngày để gì đó. Thank you.
cái nước mà em thấy người ta múc rất là giống như nước sâm mà với bông cúc thì phải. Yeah.
Đi bán hả? Dạ. Dạ. Chắc là lễ xong rồi này có chuyện gì. Dạ chào sư cô. Dạ mô Phật. Chào dạ. Cương Nhật Minh chào quý bà con. Dạ bữa nay là ngày lễ gì vậy sư cô? Dạ mô Phật, bữa nay là lễ Phật đản sanh. Dạ là nếu mà theo mà kinh sách thì Phật đản sanh ngày mấy sư cô? Mùng 8 tháng 4. À vậy là đúng là ngày hôm nay luôn. Dạ. Dạ vậy là ngày quan trọng. Quý cô rất là có phước. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Vậy là hôm nay chọn là ngày này là rất là có phước. Dạ.
chiều nay thì sư cô sẽ gặp được cô chú nhà hảo tâm ở Sài Gòn. Dạ mong ạ. Dạ xuống. Dạ. Còn bây giờ thì con ngày hôm nay con đến đây dạ. để con ghé trước dạ. để con trao tấm lòng của nhà hảo tâm khác trước. Dạ mong. Dạ. Tại vì chiều thì một cái buổi phát nó sẽ nhiều. Dạ. Thành ra là nó sẽ nhiều khi tấm lòng nhà hảo tâm khác mà gộp chung thì nó sẽ không hay. Dạ đúng rồi. Dạ đó lý do vì sao mà hôm nay con quyết định con ghé chùa của mình hai lần. Dạ mong. Dạ đưa hai video. Dạ. Dạ thì sư cô hẹn những cái hoàn cảnh nội ngoại lớn tuổi là mấy giờ? Dạ 10:30. 10:30. Dạ vậy cũng chưa dạ. tới nha. Dạ tại vì có tới rồi vòng vòng đây. Dạ. Tại vì có số khá tu. Dạ. Dạ với một cái nữa là tôi chia sẻ cho mấy cô chú đó tách riêng ra làm công quả ở chùa với thêm mấy vị nhũ mẫu. Dạ. Đó, làm cho cái này cho tròn rồi cái bắt đầu tới buổi chiều là mình pháp cho quý bà con nghe toàn thật. Còn buổi lễ mà Phật tản thường thường là diễn ra là từ khi nào vậy sư cô? Dạ từ hừng đông cho tới bây giờ. Dạ vậy là giờ mới xong hen. Dạ mời. Dạ vậy là mình cũng chuẩn bị là mình phát quà được rồi đúng không? Dạ dạ. Với hôm nay có vẻ như là những cái nội ngoại hoàn cảnh lớn tuổi là đều có những cái áo lam để mặc trong dạ. cái ngày lễ Phật đản này. Dạ có áo lam mặc, có dạ. số có áo lam mà công quả đang làm với mấy nhũ mẫu. Dạ. Con này Phật tử đến chùa. Dạ. Vậy rồi theo sư cô thì bây giờ là mình có đủ cái số lượng để trao tấm lòng nhà hảo tâm chưa? Cái này 42. Dạ 42. Tôi làm đúng 42. Dạ rồi. Vậy là coi như xong rồi phải không ạ? Dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ sư cô mời những hoàn cảnh ha. Dạ. Hay là mình ngồi lên luôn hay như thế nào ạ? Dạ. Sư cô tính như thế nào? Dạ cũng được nữa. Dạ. Mà sư cô xem thử ra đủ bên chưa? Đây đi cho nó rõ. Dạ rồi. Bên đây còn chú kiến đằng đại ăn. Dạ rồi. Dạ sau đây thì bắt đầu sư cô sẽ mời những hoàn cảnh lớn tuổi khuyết tật và bệnh hoặc là khó khăn để qua nhận phần quà của nhà hảo tâm. Vô ha, thông cảm giùm em nha. Tại vì bữa nay buổi lễ để con đã. Dạ 245 dạ 5 người rồi đó. Dạ 6. Dạ để sư cô lựa chọn của chú anh chị ha. Chào sư bà. Đây sư bà đâu mới tiêu con không thấy. Bệnh. Rồi sư bà bệnh gì vậy sư bà? Đông quá thấy giờ. Dạ, ngủ không được hả sư bà? Đông quá. Đông quá. Thức khuya quá, 1 giờ thức tới sáng. Không ngủ là dễ bệnh lắm. Dạ. Dạ. Mình lớn tuổi. Con mới xuống hả? Con xuống nãy giờ rồi. Dạ. Con xuống cũng được 20 phút rồi. Cảm ơn sư bà. Khó khăn. Còn quý cô đi chùa có mấy miếng bánh lưu niệm. Em phải phân ra hai cái. Tại vì cái số lượng đó của nhà hậu tâm không nhiều. Có 42 à. Dạ, là sư cô quyết định là sẽ sắp ngồi một bên cho nó dễ. Dạ dạ. Rồi mời quý Phật tử này nào qua bên kia đặng biết gì không? Cơm. Mấy cô dọn cơm cho mấy quý Phật tử đi. Dạ mấy cô qua đây dùng cơm nha, tại bên đây con phát quà. Thành ra nó không nó khác chỗ.
Dạ dùng cơm bên đây ạ. Cho những người già. Dạ đúng rồi. Dạ bao nhiêu tuổi? Mấy cô bấm sao? Dạ đa số là trên 70. Nhưng mà anh này phải do sư cô lựa chứ con thì không rành ở đây. Phật tử không có cho. Dạ Phật tử không có gửi. Dạ. Tu. Dạ. Nhưng mà mình tính để buổi chiều thật cổ mà thấy cổ khó khăn quá. Dạ. Cho cổ qua đây nè, cô đó qua đây nè. Dạ. Qua đây đi. Dạ, cái mấy cô đó món quà của chùa. Dạ. Dạ. Dạ không. Dạ không. Phải có 42 hả nha. Quý bà con thông cảm giùm em nha. Dạ, lấy ghế cho cô ngồi đi. Nay là phải nói là một cái buổi phát khá là bất ngờ luôn, em không nghĩ là ngày hôm nay là ở chùa tổ chức long trọng vậy luôn á. Nó long trọng theo cách mà khả năng của chùa nha cô chú anh chị. Hai bốn sáu, hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười tám, mới 18 người sư cô rồi. Có cô giữ em. Tại vì buổi chiều hôm nay thì chia sẻ luôn với cô chú anh chị là cô chú Diệu Tuyền và Thiện Minh, thì chắc có lẽ là cô chú anh chị cũng đã nhớ là vào năm trước cô ấy chú ấy cũng em có làm với cô chú một hai video. Dạ thì cô chú ấy tại Sài Gòn, thì vào chiều ngày hôm nay chú Thiện Minh và cô Diệu Tuyền sẽ xuống đây để hỗ trợ 300 phần quà đến với cho những hoàn cảnh mà em đã nhờ sư cô mời trước đó. Thì ngày hôm nay thì em cũng có nói sư cô mời nữa, nhưng mà có lẽ là sư cô mời lại đây là vừa tham dự cái buổi lễ Phật đản, và cũng như là sư cô sẽ chọn lựa lại thêm một lần nữa là như vậy. Dạ thì em chia sẻ chào con. Trong cái lần này á, thì cô chú anh chị thấy nói mấy cái ngày này đông người vui hết sợ luôn á. Chào con. Nay cầu tàu đẹp quá ta. Nói trong ngày lễ Phật đản này mà vừa làm thiện nguyện giống như là nhớ tới cái công ơn của Đức Phật đã hướng cho con người chúng ta thay đổi tâm tính, sống biết vì người khác, người khó khăn, người thu nhập thấp hơn chúng ta, không được may mắn như chúng ta. Có một buổi phát quà thì quá hạnh phúc đúng không cô chú anh chị? Ba sáu chín mười hai mười lăm mười tám hai mươi mốt hai mươi bốn hai bảy ba chục ba 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 sáu. Chắc đủ. Con đếm rồi, đủ đủ rồi sư cô. Dạ dạ dạ. Dạ. Hồi dư là không đủ. Dạ sư cô đếm lại cho anh chắc ăn lần nữa đi. Dạ. Không, cái này không có được tại vì những người có. Bây giờ ngồi dư rồi đó. Ngồi dư tại vì người nào có phiếu mình không bán. Dạ rồi. Thì cái này sư cô bắt đầu phát phiếu hay lựa chọn gì đi.
Dạ khoan, để con nói vài câu coi nè. Dạ, là sư cô gửi phiếu hết rồi phải không? Dạ. Rồi bắt đầu con sẽ nói nha. Dạ dạ dạ, dạ ngồi 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 xuống giùm con ạ. Dạ bữa nay để cho con nói một vài câu trước nha. Dạ. Thì hôm nay là ngày đại lễ Phật đản. Con là Khương Nhật Minh, là đến từ Vĩnh Long. Thì không biết nội ngoại nào giờ có gặp con bao giờ chưa ạ? Dạ, có ngoại có ngoại chưa đúng không ạ? Dạ thì con là thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm mà thường xuyên gửi những cái phần quà đến với cho mái ấm mồ côi chùa Vĩnh Phước An Tự. Thì ngày hôm nay một lần nữa thì con đủ duyên quay trở lại gặp nội ngoại các bác cô chú anh chị trong ngày hôm nay. Nhưng mà phải nói đầu tiên là con cảm ơn nội ngoại các bác cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu của mình đến nhận tấm lòng của nhà hảo tâm ngày hôm nay. Tại nếu không có nội ngoại các bác cô chú anh chị mà đến nhận phần quà này thì chắc chắn nhà hảo tâm sẽ không làm được cái việc thiện mà ý nghĩa như thế này trong cái ngày này. Dạ, thì bữa nay con chia sẻ luôn với nội ngoại là đầu tiên là con sẽ xin phép thay mặt bác Thông Trần và cô Châu Phạm là hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ và có pháp danh của cô với bác ấy là bác Thông Trần là pháp danh là Đức Thường và còn cô Châu Phạm là pháp danh là Diệu Tiến. Và thì bác ấy và cô ấy là không có chỉ định ngày con phát mà chỉ nói với con là khi nào xuống đến Vĩnh Phước An có dịp thì trao tấm lòng của bác ấy cô ấy. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay là ngày Phật đản sanh và đó là một cái duyên và vô cùng lớn. Thì đối với bác ấy và cô ấy có nhắn gửi với con là mong muốn là 500 đô tương đương với khoảng là 12 triệu và nói chung 1.000 đô là 25.500.000, trong đó phân nửa là gửi đến cho nội ngoại các bác cô chú anh chị, mỗi phần quà sẽ là 300.000 và tương đương với 3 tờ 100 ở đây, còn lại bao nhiêu thì sẽ gửi đến cho sư cô trụ trì để lo cho các bé. Và thì đó là tấm lòng của nhà hảo tâm mong muốn hỗ trợ cho nội ngoại các bác cô chú anh chị đỡ cái phần vất vả hơn trong những ngày sắp tới. Và thì hôm nay con thay mặt bác Thông và cô Châu chúc cô chú anh chị ha trong ngày lễ Phật đản cũng như những khoảng thời gian tiếp theo sẽ phục hồi được sức khỏe phần nào của mình, đối những ai mà bị ốm đau bệnh tật, còn những ai khỏe rồi thì sẽ tràn đầy sức khỏe và sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm yêu thương hỗ trợ đến với các nội ngoại các bác cô chú anh chị trong ngày lễ Phật đản cũng như khoảng thời gian tiếp theo. Và thì chúc nội ngoại cô chú anh chị luôn tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Và con xin hết ạ. Quý Phật tử là cũng như là niệm Phật hồi hướng công đức cho cô Châu. Dạ đúng. Và bác Thông. Và bác Thông. Dạ. Được nhiều sức khỏe quý vị khởi tâm lãnh lễ niệm Phật dùm. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Dạ đi theo hướng sư cô, đi theo hướng này nè sư cô. Dạ. Dạ dạ. Đợi con cái, đợi con cái. Đợi con cái nha.
Dạ. Yeah. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Để phụ sư cô lo cho các bé. Này làm nhà bé. Dạ. Yeah. Chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Chúc ngoại sức khỏe nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Yeah. Chúc sư cô sức khỏe. Cảm tạ công đức chú Thông và cô gì? Cô Châu. Dạ. Để cảm nhiều công đức. Chúc mẹ dồi dào. Dạ. Dạ, chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ dạ ra phía sau con ạ. À. Dạ. Rồi chúc chị sức khỏe nghe. Dạ, để phụ giúp sư cô. Dạ, chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ, mô Phật, cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ, chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Chúc cô sức khỏe nghe. Cảm ơn cô. Dạ, chúc nội sức khỏe nghe nội. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn nội. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Chúc chú Nhật Minh nhiều sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Vui vẻ. Dạ. Cái hai phiếu đi khỏi hai phiếu rồi. Dạ, chúc chú sức khỏe. Còn phiếu nữa đi. Dạ, không, không có cho lệnh dùng. Chú tới đi. Chú tới đi. A Di Đà. Dạ. Con chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nghe. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ, cảm ơn đức của chú nhiều. Chú ông nội sức khỏe nghe, phục hồi ha. Dạ. Dạ, chúc ngoại sức khỏe nghe ngoại. Cảm ơn ngoại. Xin dạ. Chân thành cảm ơn em. Dạ, chúc bác sức khỏe. Nam Mô A Di Đà. Cảm ơn bác. Dạ, chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Chúc bác sức khỏe nha bác. Dạ, cảm ơn. Dạ. Nói rồi sao ạ? Chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Ngoại phải ra phía dạ, sau, ngoại đưa phiếu cho sư cô giùm con nghe. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe nghe. Dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe nha. Đúng rồi. Dạ, ngoại đợi buổi chiều ngoại. Ha, buổi chiều, còn buổi chiều con còn phát một cái nữa. Khoan, 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 đợi con chút chút. Đúng rồi, cái cô này chưa có phiếu rồi. Có phiếu rồi. Khoan, 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 từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, chưa được. Mấy cô đợi con chút xíu đi. Đợi sư cô sắp xếp trật tự lại con mới gửi được. Sư cô sắp lại trật tự đi con mới gửi được. Khoan bây giờ nghe giùm con cái. Khoan bây giờ nghe giùm con cái. Bây giờ con sẽ nhìn theo độ tuổi mà con gửi. Cứ đứng yên tại chỗ giùm con đi. Nha. Dạ. Dạ, chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ, dạ. Nghỉ ngơi đi ngoại. Khỏe mạnh ha. Cảm ơn ngoại. Dạ, dạ. Cứ đứng yên tại chỗ đi để con gửi. Dạ, chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ, về nghỉ đi ngoại. Về nghỉ đi ngoại. Dạ, chúc ngoại phù hồi sức khỏe nghe. Dạ, về nghỉ đi ngoại. Chúc nội sức khỏe nghe nội. Dạ, đợi con chút xíu. Để đứng yên tại chỗ, con nhìn giùm con nhìn con mới gửi được. Đây, đây, đây. Chúc ngoại sức khỏe nghe. Về nghỉ ngơi đi ngoại. Rồi, tới, 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 tới. Cô đi qua đây. Dạ, chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ. Ngoại nhận xong rồi, ngoại ra đi ngoại, ngoại ra đi ngoại. Đại chú à. Dạ. Rồi chúc nội sức khỏe nghe. Khoan đợi con chút. Cứ đứng yên đi để con gửi cho người lớn tuổi cái. Từ từ đợi con chút xíu. Cứ đứng vô đó vô hàng giùm con đi nha. Từ từ để con gửi. Nha. Đây con chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Từ từ để con xem cái đã. Từ từ cứ đứng yên tại chỗ đi để con xem cái đã. Chúc nội sức khỏe nghe. Về nghỉ đi nội. Nha.
Dạ. Từ từ để con xem, con gửi cho. Dạ. Hay, chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ, đợi con chút xíu. Dạ, rồi con chúc ngoại sức khỏe nghe. Từ từ đợi con chút xíu để con xem con mới hỗ trợ được. Đây, chúc cô sức khỏe nghe. Dạ, khoan đợi con chút. Đứng yên tại chỗ giùm con đi. Đừng có gấp, mọi thứ để con xem, xét rồi con gửi cho nha. Dạ, chúc ngoại sức khỏe, về nghỉ ngơi đi ngoại. Ngoại hư một mắt rồi. Cô có phiếu. Từ từ đứng yên đợi con chút xíu. À, chúc ngoại sức khỏe. Dạ, từ từ để con gửi. Để xíu đi mấy cô, ai cũng có. Chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ. Đợi con chút xíu. Nè nội, nội về nội, khoan. Cô đợi con chút, ra đây nội. Chúc nội sức khỏe, nội về đi nội. Từ từ đợi con chút xíu. Khoan đợi con tí nghe, để con xem xét độ tuổi cái đã. Khoan khoan, dạ chúc nội sức khỏe, về nghỉ ngơi đi nội. Nha. Dạ. Dạ, rồi chúc nội sức khỏe, về nghỉ ngơi đi ngoại. Dạ, từ từ đợi con chút xíu. Đây chúc nội sức khỏe nghe nội. Nội về nghỉ ngơi đi nội. Nha. Rồi đợi con chút xíu đã. Khoan khoan vô hàng, đứng bây giờ đứng một hàng con đi, giãn hết rồi. Đâu có còn nhiều người nữa đâu. Nha, vô một hàng giùm con đi. Cô vô luôn đi cô. Vô một hàng giùm con đi. Bây giờ đứng hai hàng là con không gửi được đâu. Vô một hàng giùm con thôi, đứng dài dài ra phía sau đi. Vô đây nè. Vô một hàng giùm con thôi. Dạ vô một hàng giùm con thôi. Dạ, mình qua cửa chiều đi, mình qua cửa chiều đi ha. Dạ, mình qua cửa chiều giùm con đi nha. Rồi đứng một hàng chưa, bây giờ đứng hai hàng rồi nè, chị ra phía sau đi chị. Nè nè nè, đừng kêu thêm nữa, đợi con chút. Bây giờ á, là con gửi bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu giùm con nha. Thì đây là tấm lòng của bác Thông và cô Châu. Rồi chúc mấy cô ha, mấy bác nằm ngoài sức khỏe. Dạ, đây gửi cô. Dạ, đây gửi cô. Dạ, dạ chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ, về nghỉ ngơi đi ngoại. Dạ đây, cú ít lòng nhiều cô, tới đi cô ha. Dạ, rồi chúc cô sức khỏe. Dạ, về nghỉ ngơi đi cô. Chúc cô sức khỏe. Nhận quà cảm ơn giùm con. Còn thôi là Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hay Mô Phật cũng được nha. Để cho nhà hảo tâm vui mới hỗ trợ cho mình tiếp nha. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ, dạ chúc cô sức khỏe nghe. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ, dạ chúc cô sức khỏe nghe. Dạ, nhận một tờ lấy lọc thôi nha, một tờ lấy lọc thôi. Chúc cô sức khỏe. Dạ, dạ, dạ nhận một cái lấy lọc đi giùm em. Đây đây con, cầm chú. Dạ, rồi chúc chị sức khỏe nghe. Nhận lấy lọc thôi nha. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ, nè con. Rồi. Dạ, nhận lấy lọc giùm con nha. Dạ. Đây, lấy lọc giùm con nha. Dạ, lấy lọc thôi. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ rồi. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ, thôi, lấy lọc thôi nha. Dạ. Rồi, chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ, lấy lọc thôi. Dạ, chúc nội sức khỏe. Dạ. Rồi, chúc cô sức khỏe, lấy lọc thôi nghe. Dạ, lấy lọc của nhà hảo tâm nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi, chúc bà con sức khỏe nghe. Rồi, thôi được rồi, lấy lọc thôi. Đông quá rồi sao gửi đủ. Rồi, cảm ơn. Để lo cho mấy bé với cô ơi. Rồi. Dạ rồi, thôi sư cô không nói gì thì thôi con gửi luôn. Dạ rồi. Rồi. Dạ được rồi ha. Rồi được rồi, được. Cô này được không? Cô đó là buổi chiều. Buổi chiều dạ rồi rồi. Vậy là xong rồi. Dạ buổi chiều. Dạ 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 buổi chiều rồi, hết rồi con. Ha. Dạ rồi. Dạ ra phía sau đi sư cô ơi. Bởi vậy. Dạ dạ ăn thua sư cô thôi chứ. Chứ con lấy nãy giờ là tiền cũng mấy ấm không. Thành ra con đâu có. Sư cô chỉ cần mà người ta sắp vô người ta, sư cô không nói gì thì con gửi thôi. Dạ vui là được rồi, đúng không ạ? Mấy con ra đi. Dạ dạ khoan. Đợi đợi em chút, đợi em chút. Chưa, chú ơi, đợi
đợi em chút, để em nói chuyện riêng với sư cô quá đã. Dạ. Dạ. Dạ mình ngồi đi sư cô. Dạ. Ngồi trên ghế đá này sư cô. Ghế đá thì dạ. 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 Rồi, thì hôm nay chia sẻ sư cô. Dạ. Là bác Thông. Bác với Thông. Cô Châu. Cô Châu. Là gửi 25.500.000. Rồi, quá xá tội nghiệp dạ. Quá chừng luôn. Tuy nhiên là như là sư cô có thấy. Dạ. Thì mới đầu thì tính chia 500 gửi mấy ấm. Quan hỷ quá. Để 500 gửi đến cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ dạ. Dạ nhưng mà do là để mình tạo cái niềm vui hết. Dạ. Cho những ai mà tham dự cái ngày lễ Phật đản. Dạ. Dạ, thành ra là con gửi đây thì còn nhiêu đây. Dạ. Còn nhiêu đây là của bác để con đếm một cái. Của bác Thông với cô Châu. Dạ. Để con đếm cái nhà sư cô đếm được không? Được. Dạ sư cô đếm con dạ, đi sư cô. Đi. Hai mươi. Dạ. Một, hai, ba, bốn, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Dạ. Bốn mươi. Một, một, hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, chín, hai mươi, ba lần. Dạ. Một, hai, ba, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21. Dạ, vậy là còn 8 triệu mốt. 8 triệu mốt. Dạ rồi, thì đó tấm lòng. Cũng quý quá chừng rồi. Dạ. Dạ, chứ mà sư cô mà còn thấp nữa thì con nghĩ là hồi máy ấm là sạch luôn. Không sao, tại vì biết sao bữa nay cái lễ Phật đản dạ. Bà con đông lắm. Nhưng mà chia người này không chia người kia cũng dạ thấy... ai cũng muốn lãnh lộc à, đó thành ra là thôi thì sư cô quan hỷ. Sư cô quan hỷ là nhà hảo tâm sẽ quan hỷ mà nhà hảo tâm quan hỷ giùm em. Dạ em cũng muốn ai cũng tốt đẹp. Dạ, dạ. Thì sư cô có nhắn gửi gì với bác Thông với cô Châu không? Dạ cảm niệm công đức bác Thông và cô Châu, chúc ngày ngày hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Dạ. An khang kiết tường mạnh dạ. Khỏe như dạ. Tôi vậy nè. Dạ. Dạ mừng quá, nghe sư cô mạnh khỏe là nhà hảo dạ. Tâm vui rồi. Thì đó là tấm lòng dạ. Của hai nhà hảo tâm đầu tiên. Dạ, mô Phật. Thứ hai thì con chia sẻ với cô với sư cô là tấm lòng của cô Trang. Cô Trang. Cô Dung. Cô Dung. Và bác Bông. Bác Bông, ở bác Bông cũng cháu hoài vậy đó. À, dạ đúng chính xác. Thì cái lần vừa qua con ghé là tấm lòng của cũng gia đình của bác Bông. Dạ, dạ. Thì lần này cũng như vậy. Cô cô dắt ra ngoài đi mà. Cô không thương em rồi đó. Dạ cô dắt ra ngoài đi cô. Cô dắt cô đi. Không thương em đó. Đi ra ngoài đi cô. Dạ rồi, thì đối với tấm lòng của bác Bông, cô Trang với cô Dung. Cô bác Bông, dạ. Cô Trang và cô Dung. Dạ đúng, thì riêng cô Trang là 300. Dạ, dạ thì gửi đến cho máy ấm của mình là 500 đô. Dạ, tương đương với 12.800.000. Trời ơi, quá trời. Dạ, thì đây là tấm lòng của ba nhà hảo tâm. Dạ. Cô Trang, cô Dung, dạ, bác Bông. Dạ đúng rồi. Thương hoài bác Bông ơi. Dạ. Dạ. Thì cô Trang nhắn gửi với con á dạ. Là đối với số tiền của ba nhà hảo tâm dạ. Mong muốn là có một bữa cơm dạ. Để đầy đủ ngon dạ. Cho các bé cũng như dạ. Là bên dưỡng lão dạ. Đó lý do vì sao mà con nói với sư cô dạ. Là một buổi ăn ngon dạ. Để cho cô Trang có thể thấy được dạ, về cái buổi ăn đó dạ. Dạ thì bữa nay sư cô đi chợ một buổi ăn ngon này tốn bao nhiêu tiền sư cô phải nói thật ra cho nhà hảo tâm biết nha. Cỡ chừng 2 triệu. 2 triệu dạ dạ. Dạ hy vọng là cái phần lẻ cũng dạ. Hỗ trợ được cũng buổi ăn rồi đó. Cũng như ăn từ từ dạ. Ăn lần một hết à. Dạ hết là không lo được nữa. Dạ không lo ngày khác. Bởi thành ra dạ. Là sư cô có cái niềm trăn trở dạ, là sợ là nhiều khi sau này không có nhà hảo tâm ghé hoặc dạ. Ít nhà hảo tâm ghé thì không đủ chi phí lo cho hơn 100 bé ở đây dạ. Cũng như dưỡng lão. Bởi thành ra là con cũng hiểu cái nỗi trăn trở đó dạ. Tuy nhiên nhà hảo tâm vừa mấy đứa nhỏ vừa bệnh vừa nóng. Dạ đúng. Rồi vừa sữa vừa tả dạ. Rồi lương dưỡng mẫu các thứ dạ. Thì nói chung là cô bác cho cái nào mừng cái đó dạ. Một đồng cũng mừng nữa dạ. Để san sẻ cùng với nhà chùa dạ. Dạ cảm ơn quý cô nhà hảo tâm
Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Mỗi ngày, ngày này được hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Thì cái tờ giấy là có ghi tên nhà hảo tâm, dạ, cũng như là pháp danh. Dạ. Thì những nhà hảo tâm đều mong muốn sư cô, dạ, cũng như các bé, dạ, sẽ đọc kinh cầu an cho gia, dạ, đình. Dạ. Để, dạ, cho gia đình luôn luôn được mạnh khỏe. Dạ. Gia đình đúng mạnh rồi, khỏe, dạ, thì mới có thể là kiếm thêm nguồn thu nhập. Dạ, mô Phật. Để ủng hộ, dạ, lo cho các bé cùng chung tay với sư, dạ, cô. Coi như ngày ngày là cũng như ngày ngày là hàng ngày luôn đó, dạ, là lúc nào cũng niệm Phật hồi hướng công đức cho tất cả nhà hảo tâm được dồi dào sức khỏe, dạ, làm ăn mua may bán đắt, nói ra coi như như mông như hoa vậy, dạ. được sao nè, dạ, được thuận lợi, dạ, được tươi cười, dạ. Nói, dạ, chung là cô bác bà con nói tiếp giùm. Dạ rồi. A Di Đà Phật. Dạ. Rồi bây giờ thì sư cô sẽ chia sẻ, dạ, về cái buổi cơm ngày hôm nay nha. Dạ, dạ, mô, dạ. Buổi cơm ngon thuộc dạng là cũng hy hữu đó. Dạ. Lâu lâu mới có một lần. Bây giờ, dạ, nghe các con. Bây giờ là cái món gì ạ? Dạ, cơm bì. Dạ, cơm. Mại, trứng. Dạ. Dạ, đi cùng quay. Ngon quá, hấp dẫn quá. Dạ. Này giống như thịt khìa nè. Dạ. Dạ, bì nè. Bì nè. Dạ rồi. Rồi gì nữa sư cô? À, xíu mại, trà, cục xíu mại, trà bá vậy đó hả? Dạ. Dạ. Dạ, à, đây là một bữa cơm ngon. Dạ. Dạ, theo như các bé ở đây mà được ăn. Đó, chứ thường thường mà thầy chứ nói ra thì tội nhưng mà sư cô cũng cố gắng lắm. Dạ. Dạ. Là những cái buổi khác thì dữ lắm thì nó là một cái phần canh với một phần cơm thôi. Dạ. Nhưng mà riêng thì đối với một buổi ăn ngon ngày hôm nay thì đây là phần cơm ngon của ngon các bé. Ngon lắm à, thấy thèm, dạ, rồi đó. Dạ, cô Nhũ, à, cô Nhũ Mẫu mời các bé ra ngồi ăn đi. Dạ. 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 Con cũng hay bị vậy lắm đó sư cô. Nó làm như nó nhiễu xuống mắt á, tự nhiên nó bị cay. Nó cay. Nó cay khóc hoài luôn. Dạ. Cái buổi cơm như thế này thì sư cô chuẩn bị bao lâu mới được ạ? Dạ, hừng đông. Hừng đông, à, vậy là làm mới luôn á hen. Dạ. Dạ. Em không có dám cho ăn mà cái đồ ấy. Dạ. Sợ cái sức khỏe là quan trọng, mình cực lắm. Dạ đúng rồi. Cái gì nó cũng phải mới, nó phải ngon mới được. Dạ. Dạ, ở đây bé này thì nó cũng bưng phụ. Dạ, bé này hình như cũng trong... Trong trẻ, không trong... bình thường. Dạ, dạ. Mà cũng biết làm phụ vậy là tốt quá rồi. Khi thần kinh bình thường thì nó đỡ, dạ. Thần kinh không bình thường thì mình gán quan tâm em. Dạ. Ơ, chào con. Vô ăn cơm đi con. Ồ, quá ngon. Dạ. 3-4 chén vịt. Ồ, lộn trứng cút. Với một cái chi xíu mại. Dạ. Rồi bì. Hình như hồi sáng mưa đúng không sư cô? Dạ, hơi dạ. Hơi. Chào mấy con, vô ăn cơm đi con. Quá rồi, quá hấp dẫn. Ngoan, rồi thay đồ vô ăn cơm này con. Hai thiệt, bình thường không có dám nấu tới nhiều nè. Dạ. Một bữa ăn gì là một ngày nhiều lắm. Dạ. Tại vì đông quá mà. Chứ bởi vì đó lý do vì sao mà một ngày chỉ có thể là cho các bé ăn cơm với canh thôi chứ còn ăn là chịu không nổi, cô chú anh chị ơi. Có nhiều, quá nhiều chi phí để lo. Phải tội nghiệp sư cô lắm luôn á. Cái tâm nó phải động lớn dữ lắm mới được chứ yếu yếu là không làm được cái công việc này. Mấy thầy ở trên kia xuống thấy mình một buổi, ổng nói ổng làm không nổi. Dạ, không chịu nổi đâu. Gạo cũng ngon, gạo ta cúng thôi sư cô. Dạ, gạo thứ mua đó. Dạ. Mua hay ta cúng? Không, của cô bác người ta cho. Dạ. Cúng đó. Dạ, cúng. Dạ, bữa nay là những hoàn cảnh lớn tuổi. Ở trong chùa thì sẽ vô dùng cơm là ngồi bên hướng bên đây. Yeah.
cơm này, cái kia. Thơm gạo rất là thơm luôn. Cái này chắc thơm lại quá. Trời ơi, thấy cưng quá vậy nè. Ở đâu mà có bộ đồ thấy cưng quá vậy nè. Các bé nhỏ thì sẽ được các cô nhũ mẫu là sắp qua đây để đút ăn ở bên đây. Ủa bên này dưỡng lão sao còn có mấy người vậy sư cô? Còn ở bên kia chưa? Dạ, dạ chưa hen. Cô chú anh chị có thể nghe tiếng chè tầm đó. Đây một bạn nhỏ là đút cơm cho năm bé luôn, như là một cái hình dĩa bánh xèo vậy. Một mình con đút năm đứa nhỏ hả? Giỏi vậy. Ngoại đói bụng chưa ngoại? Dạ. 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 Vậy là cũng mừng rồi. Dạ. Dạ, ngoài đỡ rồi cũng đỡ. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Cái nồi khổng lồ luôn cô chú anh chị thấy đó. Mình chán ngon lắm, nói chung bạo người ta đem vô lo cho các bé là cũng ngon lắm. Dạ. Dạ, bác vô ngồi vậy ạ. Thôi chú ơi. Dạ. Ủa con nhớ là ông nội là mình cưa chân á phải không? Dạ dạ. Ủa rồi sao vô trong dưỡng lão ở rồi? Con nhớ ông nội có nhà mà. Không ở nhà. À giờ mới vô hả? Dạ mới vô. Hôm qua kêu ngày qua. À dạ. Ủa vậy là ông nội này đâu có ở trong dưỡng lão mà. Ở bên xóm cầu kè. Dạ vậy là phải ba. Cái mà chú chú cưa chân ha. Dạ. Cho mấy chục triệu đó. 40 triệu đó. Dạ. Chưa cái giò đó bây giờ sống rồi. Dạ giờ quá mừng rồi. Dạ. Ông ngoại kéo cái quần con xem cái. Ồ dạ làm đây nè. Dạ rồi cảm ơn ngoại. Vậy là giờ là ông ngoại phải đợi tới 3 giờ chiều. Sư cô. Đại mà ở bển qua đây rồi gán. Dạ kệ có ngày vui rồi. Tôm trái. Cơm trái này con ăn ha ăn con. À, để dành cho mấy người lớn. À người lớn thì ăn cơm trái hả? Thương dữ vậy hả?
người lớn thì ăn cơm trái, dạ, các bé thì ăn cơm nạc. Đủ chưa vậy? Dưới đủ chưa? Con nó chạy tầm mấy tao. Con ít trứng cuốn hơn phải không? Con có 2 trứng à, còn mấy bạn 3 trứng đó tời. Rồi con đâu hết 2 trứng rồi? Này nó thấy à. Con ăn luôn rồi hả? Ngon không con? Bé này bị bệnh ngon không? Quay ngon không? Chúng mình hết đồ ăn, hết đồ ăn trước rồi nè cô chú anh chị. Đó, thương quá trời. Giống như là thấy đồ ăn ngon đó cô chú anh chị. Chưa ăn hả con, đợi hả? Con đợi phải không? Đợi Nam Mô hả? Con đợi Nam Mô luôn phải không? Con cũng đợi phải không? Các con đói bụng chưa? Đói rồi phải không? Đợi chút xíu nữa nha. Các con đợi xíu, sư phụ múc xong nữa. Các con chưa ăn hả? Mấy con đợi gì? Đợi chào. Đợi chào ha. Ăn rồi. À. À, chào con. Con chưa ăn hả? Con đợi gì vậy? Hả? Con đợi gì? Đợi Nam Mô ha. Chào các con. Rồi ngoan, các con dùng cơm ngon miệng. Rồi các con ăn đi nha. Phải là đọc kinh đó cô chú anh chị. Niệm Phật hồi hướng công đức cho nhà hảo tâm.
cũng như là cảm ơn các cô chú anh chị nhà hảo tâm, ông bà đã quan tâm tới các bé để cho các bé một buổi ăn ngon như thế này, và các bé phải cảm ơn rồi mới được dùng như thế đó. Cô chú anh chị thấy về cái sự giáo dục của sư cô cũng như là các vị bảo mẫu ở đây rất là ý nghĩa luôn, đúng không ạ? Dạ, có nghĩa là dạy biết ơn và biết nhường nhịn. Đói bụng chưa nội ngoại? Ngoại ăn ngon miệng nha. Dạ. Cái này da ông ngoại nhai được không ông ngoại? À, không nghe hả? Dạ. Dạ thôi thôi ông ngoại ăn đi, ông ngoại ăn đi ngon miệng nha. Dư. Dạ. Mấy cái này da quá rồi mấy ngoại nhai được không? Dạ được ha. Dạ. Rồi mấy ngoại nội ăn ngon miệng nha. Dạ. Chào nội ngoại. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Dạ. Dạ đúng rồi, nói chung là sư cô cũng đã tính hết rồi đó, chỉ cần móc múc lên để ăn thôi. Dạ. Dạ đúng rồi, chứ mà đáng lẽ mà mua cá thì rẻ hơn đúng không ạ? Nhưng mà nó có xương quá, đứa nhỏ cũng như người lớn cũng khó lừa. Mấy em nhỏ nhỏ cũng vậy. Dạ. Đó, một bé mà nó đút tới 5 đứa nhỏ luôn, cô chú anh chị thấy hay không? Rất là hay luôn á. Đúc là phải ăn sao nữa đó. Mấy con ăn ngon không? Phải xây tua đó. Thì là ăn cơm không với nước vậy ha con? Có đút trứng cút ăn không con? Có nhưng mà có mấy em ăn nhà mẹ mẹ. Con mấy em ăn rồi ha. Như là ăn chay luôn, cô chú chị thấy ăn chay từ bé luôn á. Ngon không con? Ngon không? Không ăn, lắc đầu. Lắc đầu cũng phải hạ họng thôi. Mày đi chở nước cá giúp tao đi. Đâu? Chở hổ đi. Cũng phải ăn thôi. Bột nè. Mâm. bên kia bé kia cười tươi quá là đó, vô liền. Chút xíu nữa thì buổi trưa thì các bé sẽ nghỉ ngơi ở đây cũng như buổi tối nha cô chú anh chị ha. Mấy thầy không ăn, mấy thầy chưa dùng cơm hả? Ủa quên, này đậu mặn. Dạ. Ờ mà con ăn xong chưa? Đang ăn tội nghiệp nó quá vậy. Dạ. Dạ được ha. Rồi. Mấy ấm tình thương của chúng con xin cảm ơn những nhà hảo tâm. Bác Thông Trần pháp danh Đức Thường, cô Châu Phạm pháp danh Diệu Tiến gửi 1.000 đô, trong đó 500 đô lo cho các bé, đổi sang tiền Việt Nam là 25 triệu đồng. Cô Trang gửi 300 đô, cô Dung bác bông gửi tặng 500 đô, đổi sang tiền Việt Nam 12.800.000 đồng. Đâu con cho chú mượn xem lại cái phiếu này, 25.500 cho con. Con đọc thiếu 500 là chết cha luôn đó. Rồi. Rồi con thay mặt đi con. Mái ấm tình thương của chúng con xin cảm ơn những nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn các con ăn ngon miệng nha. Ngon.
Rồi, còn nghiệp quá đang ăn mà bị bắt đọc nữa chứ. Rồi thôi được rồi, cảm ơn các con. À, chúc các con ăn ngon miệng nha. Rồi ăn đi các con. Dạ. Dạ ăn no rồi đó, ăn no rồi bắt đầu giờ lăn lộn đó. Dạ con mời sư cô ra ngoài các bạn nha. Rồi con chào nội ngoại nghe, chào các con nha. Chiều ba Minh ghé một cái nữa. Cô chú anh chị thấy đó, sư cô cũng như là các bảo mẫu ở đây đó, giáo dục các bé rất là tốt luôn. Dạ. Dạ, đây là các Phật tử nè. Cô chú bà con quan hỷ giùm cho em nha. Sư cô ơi. Sư cô ơi, đi đâu rồi sư cô? Dạ hơi lu bu, thành ra nhiều cái suy nghĩ. Dạ thì một lần nữa em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị ha, là chùa Vĩnh Phước An Tự tọa lạc tại số 34/168 khóm 4 phường 2 thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu. Nếu cô chú anh chị nào có thương các bé cũng như là thương các nội ngoại mà thiếu thốn sự yêu thương chăm sóc của gia đình thì có thể là gửi trực tiếp cho sư cô thông qua địa chỉ cũng như là tên, số điện thoại cũng như tài khoản ở đây. Dạ. Còn nếu cô chú anh chị nào mà có gửi qua em thì em sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian gần nhất. Dạ thì ngày hôm nay thì chân thành cảm ơn tấm lòng của bác Thông, cô Châu, chị Trang, chị Dung và bác Bông là những nhà hảo tâm ở bên Mỹ đã hỗ trợ về những phần quà đến với cho bà con khó khăn cũng như là một buổi ăn ngon cho các bé cũng như là ở dưỡng lão tại đây. Dạ thì xin mến chúc nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Và thì nếu cô chú anh chị có đi viếng mẹ Nam Hải, đi ngang Bạc Liêu hoặc là đi Sóc Trăng gần gần đó thì cô chú anh chị hãy ghé đến thăm các bé cũng như sư cô ra đây để cho các bé cảm thấy là vẫn có nhiều cái sự yêu thương của cha mẹ mà không phải sinh ra mình nhưng vẫn yêu thương cu mang mình cho mình từng cái buổi ăn hàng ngày là một điều vô cùng trân quý. Chúc sư cô sẽ luôn tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều nhà hảo tâm trong khoảng thời gian tiếp theo. Dạ, chào tạm biệt cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Dạ.